Chào mọi người nhé, mọi người hôm nay mình sẽ quay cho các bạn mẫu đôn tú bên mình cho các bạn ra xem nhé. Đây, mẫu đôn tú bên mình đây các bạn nhé. Đây. Có chất da lộn, có chất giả da nhé các bạn. Đây. Rất chi là đẹp và xinh luôn. Mẫu chó này, mẫu ấy này. Đây, chất da này, chất giả da này. Đó. Tất cả các mẫu mình đang đều có sẵn nhé các bạn. Lúc nào hết mẫu hay như nào mình sẽ cập nhật cho các bạn sau. Đây mình quay như này để các bạn hình dung ra được sản phẩm đấy nhé. Rất chi là đẹp luôn đấy các bạn. Đấy, nên các bạn cần hỗ trợ gì hay là nhắn tin, bạn cần nhắn tin ra shop nhé. Thì thường mình đăng hình này để có sẵn đấy. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé. Mình chào các bạn.